Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay Chủ nhật ngày 3 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm qua, 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024, trong đó có đội Hạ Long Bay, đại diện duy nhất của Việt Nam và cũng là niềm tự hào của Quảng Ninh, đã bắt đầu hành trình đến thành phố Châu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc. Ngành thuế Hải Phòng tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới trên địa bàn tỉnh Hải Dương, góp phần nâng cao năng suất giá trị sản phẩm nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc cuộc đua số 7 và 2 tuần cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race dừng chân tại thành phố Hạ Long. Hôm qua, 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024, trong đó có đội Hạ Long Bay, đại diện duy nhất của Việt Nam và cũng là niềm tự hào của Quảng Ninh, đã bắt đầu hành trình đến thành phố Châu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc. Lễ khởi động lại cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 diễn ra trong bầu không khí sôi động cùng sự hiếu khách nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh ngay tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách quốc tế. Trong mùa giải 2019-2020, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên có thuyền đua tham gia Clipper Race mang tên Hạ Long Bay Việt Nam. Trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh, mùa giải 2023-2024, Quảng Ninh tiếp tục có thuyền đua tham gia và lần đầu tiên trở thành điểm đến của cuộc đua số 7 mang tên Khám phá bất tận tại Vịnh Hạ Long, xuất phát từ thành phố Whitsunday, Australia. Đội đua của Quảng Ninh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam, hiện đang tạm xếp thứ 5 trên 11 đội đua trong bảng xếp hạng chung cuộc. Các đội đua đã có 2 tuần dừng chân tại Hạ Long để nghỉ ngơi, khám phá các trải nghiệm về du lịch văn hóa hấp dẫn độc đáo, cũng như được hỗ trợ các điều kiện tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình tiếp theo. Chúng tôi đã có những ngày tuyệt vời tại Hạ Long, khám phá các hòn đảo xinh đẹp, những hang động kỳ vĩ, và đã đến lúc chúng tôi bắt đầu hành trình đua mới. Chúng tôi đã nghỉ ngơi và ăn rất nhiều, tôi cực kỳ thích đồ ăn của các bạn. Hạ Long là điểm đến tuyệt vời để du lịch, nghỉ dưỡng và đương nhiên là cả đua thuyền buồm nữa. Chúng tôi đã bổ sung nhiên liệu cho thuyền, kiểm tra điều chỉnh các vấn đề về kỹ thuật và sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho cả đội đua. Chúng tôi đã được các bạn hỗ trợ mọi thứ cần thiết và điều đó sẽ giúp chúng tôi có những thành tích tốt hơn ở chặng đua tiếp theo. Ngay sau lễ khởi động, 11 thuyền đua thực hiện nghi thức lễ kéo dây, kết hợp múa rồng lân, diễu hành du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long và bay dù lượn, mang thông điệp lan tỏa hình ảnh Hạ Long Quảng Ninh năng động hội nhập, thân thiện hiếu khách, luôn nồng nhiệt chào đón các thành viên đoàn đua cũng như du khách Nam Châu. Lễ diễu hành thuyền buồm Clipper Race như lời chào tạm biệt sau chuỗi hoạt động để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong 2 tuần qua. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Clipper Race tại Hạ Long Quảng Ninh để chính thức bước vào cuộc đua số 8 tới thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tỉnh Quảng Ninh đã làm rất tốt việc phối hợp cũng như tổ chức các hoạt động trong những ngày qua. Các bạn có đầy đủ các yếu tố đáp ứng cho những sự kiện quốc tế như các địa điểm tổ chức các hoạt động lớn, đông người hay các điều kiện sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu một cách chuyên nghiệp. Việc tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race khẳng định năng lực của Quảng Ninh cả về kinh nghiệm, cơ sở vật chất, chuyên môn trong tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao tầm cỡ quốc tế. Nắm bắt cơ hội từ Clipper Race, tỉnh Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng, dự án thu hút đầu tư tại tỉnh đến bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng. Đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và con người thân thiện, điểm đến an toàn, hấp dẫn, chào đón du khách bốn phương. Từ những cái sự kiện quốc tế lớn như thế này cũng lan tỏa được đến với lại du khách, và đây cũng là một trong những cái khởi đầu mới của một năm mới. Hy vọng là chúng tôi sẽ có một năm du lịch tràn đầy những cái sức sống mới. Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế như là một trong những giải đua khắc nghiệt và thách thức nhất trên thế giới, với hải trình 40.000 hải lý vượt biển và đại dương. Hiện đã có hơn 50 thành phố nổi tiếng trên thế giới là điểm dừng chân của Clipper Race. Như vậy, 11 đội đua của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race đã chính thức chào tạm biệt Hạ Long để bắt đầu cuộc đua số 8.
và mong rằng trong 2 tuần qua họ đã có những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng đẹp về vùng đất này. Và Hạ Long của chúng ta sẽ không còn chỉ là biểu tượng ở trên tàu của đội đua Hạ Long Bay mà sẽ trở nên hấp dẫn hơn, sinh động hơn thông qua những trải nghiệm trực tiếp của các thủy thủ đoàn. Và hy vọng rằng những may mắn sẽ đến với họ trong cuộc đua tiếp theo. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 4,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Quảng Ninh là một trong 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Cùng với Quảng Ninh, vốn đầu tư tập trung vào các tỉnh thành phố khác có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên. 10 địa phương này chiếm tới 74,3% số dự án mới và 81,7% số vốn đầu tư của cả nước trong 2 tháng đầu năm nay. Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế Hải Phòng đã khẩn trương rà soát và triển khai đến các tổ chức doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố, quy định lập hóa đơn theo từng lần bán hàng, đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Cục Thuế hiện đang quản lý về thuế đối với 135 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tương ứng với 214 cửa hàng bán lẻ và 760 cột bơm xăng dầu. Tính đến thời điểm ngày 25 tháng 1, các đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử với 127 doanh nghiệp, tương ứng với 190 cửa hàng bán lẻ và 626 cột bơm xăng dầu. Trong đó, 78 doanh nghiệp tương ứng với 103 cửa hàng và 300 cột bơm xăng dầu đã hoàn thành việc lắp đặt và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Các đơn vị còn lại đang chờ thiết bị để lắp đặt và triển khai. Phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng là được thực hiện lưu trữ trong phần mềm quản lý hệ thống. Do đó là doanh nghiệp có thể quản lý hóa đơn và chuyển hóa đơn cho người tiêu dùng, cho khách hàng thông qua hệ thống điện tử. Nên cái việc mà phát sinh về chi phí xuất hóa đơn là sẽ không bị phát sinh nhiều như trước đây là phát sinh hóa đơn bằng giấy tờ. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, Cục Thuế đã phân bổ chỉ tiêu giao nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức quản lý người nộp thuế, quyết liệt thúc đẩy các cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, triển khai ngay các giải pháp thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định, kết nối nhà cung cấp giải pháp với doanh nghiệp, hỗ trợ và giải đáp kịp thời đầy đủ đối với các vướng mắc phát sinh của người nộp thuế. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 48 thành lập 4 tổ liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu do thành viên Cục Thuế làm tổ trưởng. Với sự tham gia phối hợp của Công an thành phố Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên, Cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 3, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 35 năm ngày biên phòng toàn dân, phát huy truyền thống vẻ vang cùng với đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo quốc gia. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhân dân biên giới, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, được nhân dân tin yêu, củng cố mối quan hệ quân dân thêm gắn bó. Khu vườn cây ăn quả của ông Triều Man Sình, thôn Nà Tròn, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ cây giống, phân bón ngày công và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Từ mảnh đất cằn cỗi lẫn đầy sỏi đá, năm nay những cây cam, cây bưởi da xanh đã bắt đầu đơm hoa, hứa hẹn sẽ mang lại vụ thu hoạch nhiều trái ngọt. Từ cái mô hình bên bộ đội biên phòng hỗ trợ về trồng mô hình vườn cam ấy thì hiện tại thôn thì cũng các cái hộ nghèo khó khăn của thôn ấy thì cũng đã mạnh dạn tham gia các cái mô hình trồng cây nó có kinh tế phát triển tốt hơn, thì hiện đến thời điểm hiện tại thì thôn cũng đã thoát nghèo. Hiện nay các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh đã hướng dẫn hỗ trợ nhiều hộ gia đình nhân dân biên giới xây dựng được hơn 20.000 m2 vườn cây kiểu mẫu, trồng các loại cây phù hợp thổ nhưỡng địa phương
đem lại hiệu quả kinh tế cao như trà hoa vàng, cam, bưởi, bơ sáp. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Trên cơ sở đó là phát huy cái vai trò của cán bộ, nhất là những đồng chí là người dân tộc, tranh thủ cái ảnh hưởng, vai trò của những người có uy tín, đội ngũ, thầy cúng, thầy mo, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, dạy bảo con cháu để chấp hành và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt. Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Cùng với hỗ trợ hướng dẫn nhân dân biên giới thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu, từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nhận đỡ đầu 111 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng với kinh phí trên 3 tỷ đồng, trao tặng 90 nhà ở và công trình dân sinh tổng trị giá trên 4,1 tỷ đồng, luôn sát cánh cùng nhân dân biên giới an cư lạc nghiệp. Mới bài vơ mấy mình cái nhà cũ đấy thì là mưa gió báo các thứ thì là sợ sụp đổ, được bộ đội biên phòng là hỗ trợ xây dựng nhà, bà rất cảm ơn. Người dân thì 100% là tin tưởng vào biên phòng, tin tưởng vào đội để và an ninh và cuộc sống, người ta là tin tưởng lắm, người ta vui vẻ lắm. Nghĩa là cứ coi như là anh em trong một nhà, là gia đình quân với dân đúng như cá với nước. Song song với cái việc nhiệm vụ của biên phòng thì lực lượng biên phòng đã phối hợp hỗ trợ cho cấp ủy chính quyền cũng như là nhân dân trên địa bàn để hỗ trợ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Qua đó thì càng tăng thêm cái mối đoàn kết, sự tin tưởng của nhân dân đối với bộ đội biên phòng. Gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Ninh luôn hướng về cơ sở, có mặt ở những nơi nhân dân cần, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn. Những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành chỗ dựa vững vàng của người dân biên giới. Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, ngành nông nghiệp Hải Dương đã đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng, góp phần nâng cao năng suất giá trị sản phẩm, ghi nhận tại huyện Nam Sách. Xã Nam Hưng triển khai xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới từ năm 2020 với mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch dựa trên công nghệ mới, lấy tiến bộ khoa học kỹ thuật làm đòn bẩy. Từ mục tiêu đó, địa phương này khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, lựa chọn những cây trồng phù hợp với mô hình nhà màng, nhà lưới để phát triển kinh tế. Năm 2020, diện tích nhà màng, nhà lưới ở đây mới chỉ có 2.000 m2, thì nay đã tăng lên hơn 5.000 m2. Dòng cây này là bên kỹ thuật nhà màng người ta đưa về là nó năng suất hơn. Hiệu quả năng suất hơn này thế. Một cây này khi tỷ lệ nó khi mình đạt được từ 4 cho đến nói chung cứ được 4 cân trên một cây. Nếu mà không có gì thay đổi thì mỗi một cây dưa này là nó sẽ thu được tầm cỡ 60.000 một cây. Sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới đem lại nhiều ưu điểm so với canh tác truyền thống. Sản phẩm khi cung ứng ra thị trường dễ hơn, giá bán cao hơn, tạo hiệu quả kinh tế lớn hơn. Huyện Nam Sách đã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh về công nghệ kỹ thuật mới và lựa chọn mô hình điểm để triển khai theo phương thức cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng công đoạn, hỗ trợ giám sát kỹ thuật khi người dân cần. Vì thế, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Từ năm 2020 đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới ở Nam Sách được mở rộng thêm 10.000 m2. Đối với phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất chuỗi giá trị thì ngoài cái quan tâm của tỉnh về hỗ trợ kinh phí, ví dụ như nhà màng, nhà lưới, hỗ trợ thuê đất theo đề án, hỗ trợ cây máy, rồi hỗ trợ xây dựng các cơ sở sản xuất mạ khay thì Ủy ban huyện cũng đã có nhiều cơ chế hỗ trợ cùng với các chương trình này, và đặc biệt là huyện cũng hỗ trợ cái việc phun thuốc bảo vệ bằng phương tiện bay không người lái, hỗ trợ nông dân tập huấn và triển khai các quy trình kỹ thuật khác.
Trong xu thế hội nhập, đòi hỏi người sản xuất nông nghiệp cần phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tạo ra sản phẩm an toàn hiệu quả. Việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới ở huyện Nam Sách đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống cho nông dân. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động phối hợp với các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong công tác xây dựng các chương trình kế hoạch khai thác đến các địa phương, các quốc gia trọng điểm về du lịch. Đồng thời đề nghị các hãng hàng không căn cứ nguồn lực, nhu cầu thị trường và tối ưu hóa giờ khai thác của máy bay, khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác, tăng chuyến bay từ thời điểm hiện tại trên các đường bay nội địa từ phía Bắc đến phía Nam, bao gồm tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và đêm để đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức quy mô cấp tỉnh từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4 dương lịch, tức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Lễ hội diễn ra tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ. Về phần lễ, các thủ tục nghi lễ được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống của dân tộc, quy định của nhà nước, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính. Phần hội đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo hợp lý về thời gian, địa điểm, khuyến khích xã hội hóa ở mức cao nhất. Nhân dịp tưởng niệm 690 năm Trúc Lâm Đệ Tam Tổ Thiền Sư Huyền Quang Viên Tịch 1334-2024, chiều qua tại Ngọa Vân Đông Triều, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Đệ Tam Tổ Huyền Quang với Phật giáo Trúc Lâm với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử và Phật học. Thiền sư Huyền Quang 1254-1334, tên thật là Lý Đạo Tái, vị tổ thứ 3 của Phật giáo Trúc Lâm Triều Trần, vừa là vị trạng nguyên tiến sĩ đỗ đạt quan trường, làm quan ở Viện Nội Hàn, vừa là người tinh thông Phật Pháp, một thi nhân nổi tiếng. Ở tuổi 51, Huyền Quang từ quan, xuất gia tu hành, sống cuộc đời thanh bạch giản dị, đạo hạnh, một lòng phụng đạo. Huyền Quang cùng với các thiền sư nổi tiếng thời Trần như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông, Pháp Loa đã góp phần làm hưng thịnh Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ 13-14. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay, nền nhiệt độ miền Bắc sẽ có xu hướng ấm dần trở lại, chấm dứt đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn một tuần qua. Đợt rét kéo dài hơn một tuần qua tại miền Bắc khá đặc biệt vì sau 15 năm kể từ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 1996, miền Bắc mới đón nhận đợt rét kéo dài như hiện nay. Dự kiến trong tháng 3 này, nền nhiệt độ trên cả nước sẽ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Vẫn còn xuất hiện những đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, tuy nhiên sẽ ít xảy ra những đợt rét đậm rét hại như vừa qua. Trong chiều qua, CDC Quảng Ninh và Chi cục Thú y tỉnh đã làm việc với huyện Đầm Hà để tập trung triển khai các giải pháp xử lý dịch chó dại tại địa phương sau vụ việc một con chó dại đã chạy vào trường học tấn công 13 học sinh và một thầy giáo. Ngay sau khi bị chó tấn công vào ngày 28 tháng 2, toàn bộ 13 học sinh và một thầy giáo của trường tiểu học và trung học cơ sở Dực Yên đã ngay lập tức được ngành y tế địa phương tiêm vaccine và chuyển tới CDC Quảng Ninh tiêm huyết thanh phòng dại. Con chó tấn công người đã bị bắt lại, xử lý và gửi mẫu xét nghiệm trong chiều cùng ngày. Đến ngày 29 tháng 2, kết quả mẫu dương tính với virus dại. Địa phương đã nhanh chóng rà soát các trường hợp có thể bị phơi nhiễm liên quan đến con chó dại trên và hiện đang tiếp tục mở rộng diện rà soát. Thì chúng tôi tiếp tục theo dõi, giám sát trên địa bàn đàn chó. Cái thứ hai là tham mưu cho chính địa phương là xây dựng kế hoạch để phòng chống dịch, dập dịch. Thì qua kết quả thì đối tượng đã được tiêm ấy, đã được tiêm đầy đủ vaccine, và khi về thì đối với trạm y tế cũng tiếp tục theo dõi các cháu sau khi tiêm đối với sức khỏe, rồi đối với cái phản ứng phụ của cái vaccine cũng như là huyết thanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, vẫn có nguy cơ dịch dại tiềm ẩn trong đàn chó tại xã Dực Yên cũng như các xã khác trên địa bàn huyện Đầm Hà. Trong cái thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ phải thực hiện tiếp rất quyết liệt. Thứ nhất là phải tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm được quy định về thú y,
là về tiêm phòng cho đàn chó mèo nuôi. Thứ hai đó là không được thả thuốc nhông ra ngoài đường. Và cái việc thứ ba là chúng tôi thành lập một cái tổ công tác, yêu cầu thành lập tổ công tác. Nếu phát hiện những trường hợp mà chó mèo thả rông, tổ chức tiêu hủy kịp thời và xử phạt theo quy định của pháp luật để cho làm gương, để cho cái nhanh chóng được hợp lý. Đối với ngành y tế địa phương, cần phải phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn, ra soát thống kê tất cả các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm, tuyên truyền vận động người dân đi tiêm vaccine phòng dại sớm nhất. Trung tâm y tế cần chuẩn bị đầy đủ vaccine để tiêm phòng cho người dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Chúng ta đã biết là năm 2023 là chúng ta cũng đã có 6 huyện có lưu hành virus dại trên súc vật. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái dấu hiệu, báo hiệu đề nghị yêu cầu các huyện, đặc biệt các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị và các đơn vị y tế hết sức là quan tâm cho cái tình hình phòng chống dịch dại hiện nay. Và đặc biệt là các cái trường hợp mà chó nghi dại cắn cần phải được động viên đưa ra các cái điểm tiêm chủng ở các cái trung tâm y tế, các phòng tiêm chủng dịch vụ để chúng ta tiêm chủng kịp thời. Theo báo cáo từ CDC Quảng Ninh, mặc dù không ghi nhận ca mắc dại trên người, song từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã có 483 trường hợp bị chó cắn phải đến tiêm dự phòng phơi nhiễm dại tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.